Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của Cuộc Sống Vương Quốc Anh. Hôm nay là một ngày chính thức vào hè ở Vương Quốc Anh rồi. Thì mình cũng muốn chia sẻ một số cái khung cảnh mùa hè ở Vương Quốc Anh cho mọi người xem. Trong những cái video trước đây mình đã từng có chia sẻ về công viên á, thì chỉ toàn là vào mùa đông thôi. Vào mùa đông, mình không nhớ là có cái nào vào mùa xuân hay không. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về công viên của Vương quốc Anh vào những ngày hè. Và đây là những ngày đầu hè. Ok, here we go. Bây giờ chúng ta sẽ lên đường để đi đến một cái công viên. Đây không phải là công viên quốc gia, cũng không phải là công viên hoàng gia, mà đây là một cái công viên mà không phải giống như công viên trước mình có chia sẻ với mọi người, mà công viên có thể cho chó vào để dẫn chó đi dạo này kia đó. Thì công viên lần này sẽ là công viên không cho phép chó được vào, chỉ có người rồi trẻ em với tất cả mọi thứ khác thôi, chứ còn không được chạy xe đạp, không được dắt chó vào. Ok, here we go. Nói về công viên của Vương quốc Anh thì cũng rất là nhiều thể loại công viên mà có thể nói đến được. Ví dụ như là công viên cấp phường, công viên cấp quận, rồi công viên cấp thành phố, công viên cấp quốc gia, công viên hoàng gia, rất là nhiều. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi tham quan và đến để xem một cái công viên này, là cái công viên cấp phường thôi. Nói ra cho dễ hiểu là công viên cấp phường thôi, dành cho trẻ em vui chơi, người lớn tập thể dục, nhưng mà không có dành cho động vật. Có là không có được cho dắt chó vào, pet vào. Đây là cái biển báo đậu xe. Nếu như mà từ thứ hai đến thứ sáu thì chúng ta sẽ phải trả tiền đậu xe. Còn nếu như mà hôm nay là thứ bảy cho nên chúng ta không phải trả tiền đậu xe. Kế bên đây là cái biển báo chúng ta đã đến cái công viên rồi. Công viên này tên là Queen Park. Bây giờ chúng ta cùng đi vào công viên nhé. Thì hôm nay là thứ bảy và lại là ngày mùa hè nữa, cho nên chúng ta sẽ có rất là nhiều cái để có thể xem được ở đây. Đây mọi người thấy không, cái dấu hiệu ở dưới là không cho xe đạp vào này, và ngay ở ngoài là không cho chó vào. Thì đấy, bên trái chúng ta sẽ là một cái khu vui chơi dành cho trẻ em. Mình sẽ đi vào bên đó và mình sẽ đi vào trong để cho mọi người chúng ta cùng có thể quan sát được. Ở bên trong là có rất là nhiều cái thứ để chơi dành cho trẻ em thôi. Và hôm nay mình thấy rất là đông gia đình, bạn bè, như là họ đưa con cái, họ đưa tất cả mọi thứ đến đây để chơi. Và đằng xa kia có mấy em đang tập bóng đá nữa kìa. Mình sẽ đến đó để mình xem các em bé đang tập bóng đá. Trước khi đến đó thì mình sẽ cho mọi người xem ở trong đây. Đấy, mùa hè ở London thì những nơi công cộng rất là đông. Đây là khu vui chơi dành cho trẻ em, có ở giữa có cát biển nữa đó. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến qua góc bên kia để xem các bạn nhỏ đang học đá bóng nha. Ở London này thì là một nơi rất là đa chủng tộc. Đa chủng tộc có nghĩa là
rất là nhiều sắc tộc đến sống ở đây. Đây là nhà vệ sinh, ở trong công viên thì chắc chắn là có nhà vệ sinh rồi. Nhưng mà theo như mình, theo quan sát của mình á, thì mình thấy ở đây chủ ở trong London này thì chủ yếu là các cái chủng tộc, sắc tộc như là Nam Á, Châu Phi và da trắng là nhiều. Còn dân châu Á mình thì chắc chắn là người Trung Quốc thì sẽ đông rồi. Còn những sắc tộc khác như Philippines, Myanmar hay là Việt Nam, Singapore, Mã Lai cũng nhiều, nhưng mà không nhiều bằng các sắc tộc lớn kia thôi. Đây là bên trong, cái khu bên kia là dành cho em bé nhỏ thôi, còn khu này là dành cho các em bé lớn, ví dụ như những đứa lớn á, những em lớn có thể chơi được những cái trò chơi vận động, ví dụ như là đây đấy. Trò chơi vận động ở đây thì cũng rất là nhiều. Trong cái khu lúc nãy mà lúc đầu mình show cho mọi người xem á, chỉ là trò chơi của các em bé nhỏ thôi, ví dụ như là khoảng 2-3 tuổi trở xuống. Còn ở đây là dành cho những em bé lớn. Đây có hai cô bé này rất là lớn à. Và rất là nhiều những trò chơi khác. Có một cái trò chơi ở đằng kia rất là đông, các em bé nó thích, là sẽ cho mọi người xem nha. Nó đu vào cái dây á và nó trượt xuống. Còn ở đây là cái tháp, cái chỏm nhọn này, ở đây là cái ống trượt á. Đây là các bé nó sẽ leo lên ở từ ở chỗ này nè. Nó leo lên từ đây xong rồi nó trượt lên, nó lên tới cái ống ở trên này và nó trượt xuống. Đó, nó trượt xuống chỗ này, nó chui ra đây. Để xem là có bé nào trượt lên đây không. Đó, có một bé trượt ra. Và đây là cái trò mà đu dây mà mình nói là rất là đông, các bé nào nó cũng rất là thích cái trò này. Đằng kia ngồi lên, đu lên dây và trượt. Thì hết lượt đứa này, bé này lại đến bé khác thôi. Chúng nó rất là thích chơi mấy cái trò ở đây. Cái trò này là mấy đứa lớn chút là rất là thích. Bây giờ mình tiếp tục đi qua bên sân bóng bên kia nha. Ở cái khu vực mà trò chơi vận động của các bé lớn này, các bé này chơi nó tung lên cao ghê luôn á. Đó, đây là những bé lớn mới chơi được thôi. Ô trời ơi. Trong cái khu vực trò chơi cho trẻ em này thì có một cái hồ bơi miễn phí. Họ sẽ bơm nước vào cái hồ bơi này khi nào đến giữa mùa hè họ mới bơi thôi. Còn trong mùa đông thì hay mùa thu thì cũng không có bơm nước vào cái hồ bơi này. Đây là cái đây hồ bơi này đây. Đây là cái hồ bơi. Cái thời gian mở cửa là 12 giờ trưa và thời gian đóng cửa là 5 giờ chiều. Đó, có hồ bơi nè. Tiếp tục mình sẽ đưa các bạn đi qua bên kia để xem các bé nó tập đá bóng. Yeah.
rất là nhiều người họ đang tắm nắng. Mùa hè này thì ở trường của con mình cũng có cho các bé học đá banh á, học đá bóng á, nhưng mà một tuần chỉ có một buổi thôi, vào ngày thứ ba. Nước Anh này thì họ nổi tiếng về cái nền bóng đá của họ mà, cho nên là cái môn đá bóng ở đây, nhưng mà lạ lùng một cái là cái môn đá bóng ở đây cũng chỉ đứng hạng thứ 3 thôi. Đầu tiên là cái môn cricket, sau đến là cái môn bóng bầu dục, rồi mới đến môn đá bóng. Chứ cái môn đá bóng này ở Vương quốc Anh lại không phải là cái môn thể thao vua. Cái môn đứng đầu được yêu thích đầu tiên ở Anh thì không phải là môn này. Họ chơi cricket và bóng chày nữa, với lại bóng bầu dục nhiều hơn là bóng bóng đá này. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua bên kia để xem bên góc bên trong bên kia thì cũng có cái khu tập thể thao dành cho người lớn đó. Tạm biệt các bé. Hình như là cũng không phải là một nhiều độ tuổi, rất nhiều độ tuổi. Thì cha mẹ các bé thì đi picnic ở đây, ngồi ở đây chơi, đợi. Ở đây chúng ta có bàn bóng bàn, chúng ta có thể đến đi chơi bóng bàn ở bất kỳ lúc nào. Bàn bóng bàn ở đây, và bên trong kia là sân tennis. Mình sẽ đưa mọi người đi xem sân tennis nha. Trong đây là sân tennis. Sân tennis tất cả đều là miễn phí, chúng ta có thể mang vợt đến đây chơi, nếu mà chúng ta biết đánh rồi thì mang vợt đến đây chơi, rồi hoặc là chúng ta có thể thuê huấn luyện viên, và chúng mọi cái, còn sân thì là miễn phí rồi. Còn kế bên sân tennis này sẽ là một cái sân golf. Đây là vườn cây trồng. Và trước mặt chúng ta đây là một cái sân golf. Sân golf mini. Đây trong kia thì có người đang đánh golf. Tất cả đều là miễn phí. Đây là những cái tiện ích mà chính quyền London họ tạo ra cho
cho cư dân, để cho mọi người có thể đến đây chơi, giải trí. Chúng ta có thể làm bất kỳ điều gì chúng ta muốn. Đây là vườn trồng cây, mùa hè đến thì nếu chúng ta muốn trải nghiệm trồng cây, chúng ta có thể đến đây trồng cây. Còn ra khỏi sân golf và sân tennis thì chúng ta sẽ có một quán cà phê bên tay góc trái màn hình. Đó, có cái cửa đó. Chúng ta sẽ có một quán cà phê. Chúng ta có thể ăn uống ở đây, mua kem ăn, ăn trưa ở đây cùng với nhau vào những cái ngày hè như thế này. Hồi trước này mọi người ở trên đây cũng rất là nhiều đó mọi người. Họ phục vụ những cái món ăn. Ô, mùi thơm rất là thơm luôn. Mùi rất là thơm luôn. Rất là đông. Khu vực nào trong công viên cũng đông cả. Vào mùa hè này thì đúng là ở công viên thì tuyệt vời. À, có một bác này đang, thường thì người ta cũng hay cởi trần ra để phơi nắng vào cái mùa mùa hè ở đây lắm. Đây rất là đông. Có một con sóc, có một con sóc. À, động vật ở đây thì yên tâm một điều là sẽ không có ai bắt hay là không có ai làm gì cả. Tại vì họ sẽ để cho chúng sống như là ở môi trường tự nhiên của mình vậy. Rất là tuyệt vời. Rất là đông vui. Mình nhớ không lầm thì ở bên góc góc bên đằng kia có một cái chỗ để nuôi gia cầm á. Giờ mình sẽ đi qua đó thử. Vào mùa hè thì ở mọi ngóc ngách của công viên đều có người. Nhưng mà vào mùa đông thì sẽ không phải như vậy. Không có chỗ nào có người cả. Đây, mọi người thấy không? Có một con chó. Rất là thích mắt luôn. Công viên này có một cái vườn hoa nữa. Đây là một cái công viên cấp phường thôi. Và nó chuẩn mực để cho người dân á, người dân tham gia đi bộ, đi chơi, picnic hay là làm những cái hoạt động mà mình mong muốn, hoạt động ngoài trời á. Nhưng mà không được, đúng ra công viên này không được cho chó vào đâu. Nhưng mà lý sao lại cái người kia vẫn đưa vào. Nhưng mà không sao cả. Động vật cũng là rất là tốt mà. Nhưng mà đúng ở công viên này thì họ không cho chó vào. Bây giờ chúng ta đi đến đây xem có phải là cái vườn, khu để nuôi gia cầm ở đây không. Chính là chỗ này đây. Đây người ta cũng bảo là no dog. Ở đây người ta họ nuôi cừu. Shit. Họ nuôi con cừu. Ở bên kia là con gà Tây. Hey.
và họ có để cái mô hình một cái chiếc xe máy cày ở đây. Ủa, con dê nó nằm im cho mấy hơi mấy em bé đục vô. Bên này có một con dê nữa hay sao hết á. Nó ở cái xe máy cày. Một con dê nhỏ nữa ở trong này nè. Có một con dê nhỏ nữa. Ở công viên này thì mình cũng lần đầu tiên đến vào cái chỗ khu vực này thôi. Chứ còn đến đây thì mình cũng đã đến mấy lần rồi. Và bên này là nuôi vịt và nuôi ngỗng. Bên kia có nuôi con gà nữa kìa. Đây là con vịt. Mình sẽ chiều nay mình sẽ cho em bé nhà mình ra đi chơi. Mình nghĩ là em bé nhà mình sẽ thích. Và ở đây họ nói là không được cho chúng ăn. Ủa, con cừu này lông nó nhiều quá mà không ai cắt cho nó hết. Lông nó nhiều nó tự rụng hay sao? Hai con luôn. À phải nuôi hai con chứ, hai con nuôi nó mới vui chứ. Một con nuôi đâu có vui. Xác lại để cho mọi người nhìn nha, đây là con cừu đó. Cừu lông dài quá luôn, không ai thèm cắt luôn. Lông quá dài luôn, black sheep. Con cừu đen sao nó cứ giấu mặt nó đi vậy ta? Mình rất là thích giao lưu với lại hai bạn mà sao hai bạn cứ né né hoài vậy ta? Ok, nếu không thích thì thôi. Các bạn cừu trắng này sao bạn lại trong kia râm sao không vô nằm mà lại ra đây nằm xong rồi trốn đó. Bạn cừu trắng nè, bạn cừu đen nè. Ok, tạm biệt các bạn cừu, tạm biệt các bạn gà tây và dê. Mình sẽ đưa mọi người đi qua bên vườn hoa của công viên này. Đây là khu vực vườn hoa của công viên này, nhưng mà bây giờ không biết là hết hoa rồi. Và cái đầu mùa hè này thì giờ là hết hoa rồi, không còn hoa nữa. Mùa xuân á, vào lúc mùa xuân á thì cái khu vực này nhiều hoa lắm. Đây là một cái ghế do một người tên là Jonas Winson tặng. Và trên đây có ghi dòng chữ là In loving memory of Jonas Winson who loved the park, you will always be in my heart. Thế là mình đã đưa mọi người đi một vòng một cái công viên chuẩn cấp phường và được sử dụng cho người dân để là tập thể dục, để tham dự những cái hoạt động ngoài trời, và có rất là nhiều cái khu vực vui chơi dành cho cả trẻ em nữa.
Nhưng mà trong cái mùa hè ở Vương quốc Anh á, thì có những cư dân ở Vương quốc Anh phải chịu một cái bệnh, đó là cái bệnh gọi là, người ta gọi là hay fever. Thì có thể qua camera thì chúng ta không thể nhìn thấy được, nhưng mà như mình ngồi nhìn bằng mắt thường ở đây á, thì mình có thể nhìn thấy được là cái bụi phấn hoa đang bay rất là nhiều ở ngoài trời. Và khi mà mình bị hít vào á, thì mình có nhiều người bị rất cái dị ứng phấn hoa thì sẽ bị rất là nặng, có người ách xì, có người bị những cái triệu chứng nặng lắm, nhiều người phải đi vào bệnh viện nữa. Như con trai của mình là Romeo thì hiện tại bây giờ bé cũng đang bị hay fever, bị qua giờ phải uống thuốc, nằm ở nhà, mặt mày bị sưng tấy lên luôn, rồi bé bị chảy nước mũi rất là nhiều. Thì đó là cái bệnh hay fever ở Vương quốc Anh mà người dân ở đây phải chịu khi mà mỗi lần tới mùa hè phấn hoa bay ngập trời. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, và chúc mọi người một tuần với nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Một cuối tuần thật ấm áp bên gia đình. Công viên này như lúc đầu mình nói có rất nhiều trò chơi. Ai ở gần khu vực Queen Park thì nên đến đây để trải nghiệm công viên. Có thể chơi tennis được, có thể chơi bóng bàn được, có thể chơi đá bóng, đá banh được, có thể chơi golf được. Rất là nhiều cái để chúng ta trải nghiệm. Với trẻ em thì rất là nhiều cái không gian để các em có thể thỏa thích chơi đùa. Cảm ơn mọi người đã yêu mến kênh. Bye bye.